thần cấp ở rể diệp vô phong. chương 721, thay đổi giám sát. Sau khi diệp vô phong cắt tất cả củ cải thành từng sợi, tất cả các đầu bếp đi đến, xoay quanh những củ cải đã cắt nhỏ như thể họ đang tham quan ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật. Diệp vô phong chỉ hờ hững nhìn quản gia tần và bát ca, thế nào, chắc là tôi có thể làm đầu bếp, đúng không? Một đầu bếp ôm lấy Diệp vô phong, tất nhiên, chúng tôi cần một người trợ giúp như cậu trong nhà bếp này đấy. Nếu có cậu thì chúng tôi chắc chắn có thể làm cho các món ăn ngon hơn. Quản gia Tần vô cùng hài lòng gật đầu, nếu đã như vậy, thế thì công việc phụ bếp giao cho cậu, lát nữa đi ký hợp đồng với tôi. Diệp Vô Phong gật đầu cười, bát ca đưa mắt ra hiệu với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong gật đầu, yên tâm đi, em sẽ làm những gì đã hứa với anh mà. Lúc này bát ca mới vui vẻ xoa xoa tay, hắn biết, chỉ có hắn và quản gia Tần biết hơn 10 vạn này, cho nên lần này hắn sẽ được nhiều lắm đó là thu nhập trong vài tháng đấy. Audio điện tử võ tấn bền Sau khi Diệp Vô Phong đi theo quản gia tần ký hợp đồng, Diệp Vô Phong cuối cùng cũng trở thành người giúp việc của nhà họ Triệu, anh chống cầm suy nghĩ có nên hạ độc đồ ăn hay không. Nhưng anh đã sớm phát hiện ra rằng thủ thuật này sẽ không hiệu quả, những món ăn do những đầu bếp này làm ra sẽ được mang ra ngoài kiểm tra trước, nếu có độc thì sẽ dễ dàng bị phát hiện quản gia tần đưa Diệp vô phong đi ký hợp đồng và không còn quan tâm đến vấn đề này nữa, bát ca cũng không quan tâm đến vấn đề này sau khi Diệp vô phong chuyển tiền nữa. Diệp vô phong cảm thấy thật sự quá hơi, 10 vạn đã mua được một cái mạng, mạng của tên bát ca này đúng là rẻ rúng mà. Buổi tối sau khi Diệp vô phong làm xong tất cả công việc, anh thu dọn phòng của mình, lúc này mới tìm cơ hội quan sát sân nhà họ Triệu. Sau đó anh mới phát hiện toàn bộ sân nhà họ Triệu thực tế được canh phòng rất nghiêm ngặt, Người của nhà họ Triệu, thậm chí là thuộc hạ của họ cũng đều được canh phòng cẩn mật. Trong khu ký túc xá có rất nhiều camera giám sát và nhiều vệ sĩ đang tuần tra, tất nhiên họ đi tuần không phải để ngăn kẻ trộm từ bên ngoài vào, mà là để ngăn chặn một số công nhân của họ có mục đích khác. Ví dụ như Diệp Vô Phong. Hành lang rất tối, camera giám sát nhấp nháy chấm đỏ, Diệp Vô Phong chỉ dựa vào cửa mà không đi ra ngoài, anh cũng biết nếu đi ra ngoài vào lúc này thì nhất định sẽ bị phát hiện. Anh suy nghĩ một chút, khi đi tới cửa sổ phòng này, đi qua cửa sổ sẽ nguy hiểm hơn, nhưng cũng có thể không bị đối phương phát hiện. Ít nhất những vệ sĩ tuần tra này sẽ không phát hiện ra, nhưng ai biết được liệu gần đó sẽ có những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối hay không chứ. Phải biết rằng một vài tay súng bắn tỉa ẩn náu trong một ngôi nhà rộng lớn của nhà họ Triệu là chuyện bình thường. Nhưng đối với Diệp Vô Phong, chuyện này không thành vấn đề, anh lấy điện thoại di động ra và liên lạc với Hồng Á Phương hồng á phương đang nằm trên giường bệnh và nhìn vào máy tính của mình cuộc điện thoại của diệp vô phong thực sự khiến cô ta có chút bất ngờ cô ta tự hỏi diệp vô phong gọi mình vào lúc này để làm gì chẳng lẽ anh ta thực sự có quan hệ tình cảm với đội trưởng ư hồng á phương mở to mắt cô ta nhanh chóng trả lời alo diệp vô phong anh gọi vào lúc này làm gì thế tôi muốn cô giúp một việc diệp vô phong nói hồng á phương cười nói Mặc dù hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng nếu anh muốn theo đuổi đội trưởng của chúng tôi, tôi vẫn có thể giúp anh và cung cấp cho anh một số thứ mà đội trưởng của chúng tôi thích." Diệp Vô Phong không kịp phản ứng, đây không phải là hơi đột ngột à, hơn nữa anh cũng không muốn theo đuổi Du Kinh Hồng mà. Diệp Vô Phong vội vàng nói, "Không liên quan gì đến chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi hiện tại cô có thể giúp tôi thay đổi giám sát nhà họ Triệu hay không?" Hồng Á Phương khó hiểu nói, "Đổi thì không có vấn đề gì, nhưng tôi không hiểu anh định đổi để làm gì diệp vô phong thờ ơ nói hiện tại tôi đang ở nhà họ triệu tôi đi xem người đứng đầu nhà họ triệu trông như thế nào hồng á phương ngạc nhiên nói bây giờ anh đang ở nhà họ triệu sao anh vào bằng cách nào nhà họ triệu được canh phòng nghiêm ngặt thậm chí còn nghiêm hơn nhà họ nguyên làm sao anh có thể vào nhà họ triệu diệp vô phong cười nói đương nhiên là tôi có cách riêng tôi muốn hỏi cô có thể thay đổi không nếu như có thể thay đổi Tôi đoán tối nay sẽ có thể gặp gia chủ nhà họ Triệu, đến lúc đó có thể giảm bớt gánh nặng cho tất cả các người." Hồng Á Phương nhanh chóng nói, "Đương nhiên là có thể, hiện tại tôi sẽ đổi cho anh, sau 3 phút nữa, việc giám sát sẽ sai lệch, anh có thể đi ra ngoài, nhưng để tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã kiểm tra bằng vệ tinh rồi, cho dù không có giám sát, lực lượng hộ vệ của nhà họ Triệu cũng vẫn mạnh hơn nhà họ Nguyên đấy." Diệp Vô Phong nói, "Đừng lo lắng, nếu không phải tôi không muốn bại lộ thân phận tôi hoàn toàn có thể bỏ qua những giám sát này, nhưng tôi phải tiếp tục ở nơi này, không thể bại lộ thân phận được. Hồng Á Phương chợt hiểu ra, hai phút sau anh có thể làm việc riêng của mình. Tôi đặt thời gian cho anh là 2 giờ, sau 2 giờ thì camera giám sát sẽ trở lại bình thường. Tôi biết rồi, cảm ơn. Sau khi Diệp vô phong cúp điện thoại, anh nhìn thời gian. Hồng Á Phương đang đoán làm cách nào mà Diệp vô phong vào được nhà họ triệu, cô ta còn nghi hoặc không biết Diệp Vô Phong đến Tây Sơn lúc nào. Bọn họ hoàn toàn không nhận được tiếng gió gì cả. Sau 2 phút trôi qua, Diệp Vô Phong cẩn thận mở cửa để các nhận không có ai trong hành lang này, sau đó bước ra khỏi hành lang, đeo khẩu trang, đi đến cuối hành lang, anh nhìn xuống phía dưới, nhảy vọt xuống tầng 3. Nơi anh sống là trên tầng 5. Khi đáp xuống tầng 3, anh cao mày chống tay lên mép hành lang, cả người lơ lửng trên không. Ngay lúc anh đang yên lặng treo lơ lửng như thế này, bốn năm tên vệ sĩ đi tới hành lang lầu 3, bọn họ tuần tra bên kia, Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nhảy xuống, cuối cùng thuận lợi đáp xuống đất, anh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai, anh tiếp tục đi trên đường nhỏ, anh biết nếu đi đường lớn sẽ sớm bị phát hiện. Đặc biệt, có thể có những tay súng bắn tỉa đang rình rập xung quanh nhưng anh không có cách nào xác định được vị trí của những tay súng bắn tỉa trong lúc này điều này khiến anh càng phải cẩn thận hơn anh biết rằng nếu thực sự có những tay súng bắn tỉa xung quanh có lẽ có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của anh trong một khoảnh khắc vô tình nào đó mặc dù đi đường nhỏ nhưng cũng không chắc chắn sẽ an toàn anh cố gắng hết sức để đi vào vị trí có chỗ che chắn khi bước đi tốc độ của anh lúc thì nhanh lúc thì chậm phương hướng thì không thay đổi có vẻ như lộ trình mà anh đi rất khuất và cũng không có mấy ai dự đoán được. Chương 722, chủ động bại lộ. Vì vậy, các tay súng bắn tỉa không phát hiện ra Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cũng thuận lợi tiến vào khu nhà ở của nhà họ Triệu, nơi này là nơi ngủ và nghỉ ngơi của người nhà họ Triệu. Diệp Vô Phong nhìn toàn bộ tòa nhà, anh không đi vào bằng cửa hay trèo tường, mà mở một cửa sổ kính, sau đó nhảy vào phòng tiện ích của tòa nhà. Sau khi đến phòng tiện ích, anh cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, lông mày nhanh chóng nhíu lại, xem ra bên ngoài luôn có người, nếu ra ngoài vào lúc này, nhất định sẽ bị bắt gặp. Anh hít sâu một hơi chờ người bên ngoài rời đi, đợi một lúc lâu sau nửa đêm người bên ngoài mới bắt đầu dục dịch. Diệp Vô Phong thấy âm thanh bên ngoài đã không còn, lúc này mới mở cửa ra. Sau khi đi ra khỏi phòng tiện ích là đại sảnh, lúc này trong đại sảnh không có ai, nhưng ở chính giữa đại sảnh có treo một bước chân dung rất lớn không biết là vị tổ tiên nào của nhà họ triệu. Trong bức chân dung của bức tranh này, có hai chấm đỏ bên trong đôi mắt. Lợi hại thật, ngay cả nơi này cũng được trang bị hệ thống giám sát. Nếu mình không bảo Hồng Á Phương điều chỉnh hệ thống giám sát trước, có lẽ đã bị camera này quay chụp rồi. Diệp vô phong vừa cảm thán vừa tiếp tục bước lên lầu. Cạnh đại sảnh có cầu thang, cầu thang dẫn thẳng lên tầng 2. Tầng 2 là nơi sinh hoạt của các thành viên nhà họ triệu, đương nhiên cũng có một số phòng tư liệu và phòng làm việc có thể nói toàn bộ khu nhà là nơi làm việc và nghỉ ngơi của người nhà họ triệu mọi công việc của nhà họ triệu đều từ đây mà truyền ra và người đứng đầu nhà họ triệu đang ở một trong những căn phòng này diệp vô phong dựa vào tường nhíu mày anh biết tình huống hiện tại của mình toàn bộ hành lang đều có vệ sĩ không chỉ hành lang mà cả đại sảnh bên dưới cũng có đám vệ sĩ rời đi vừa rồi đã được thay một đợt khác có thể nói Diệp Vô Phong hiện tại đang đứng ở cầu thang, không có cách nào không bị phát hiện. Chỉ cần anh tiến hay lùi, cũng đều sẽ bị phát hiện. Vì vậy anh chỉ có thể thở dài một hơi, xem ra không còn cách nào khác, dù sao cũng là để cho bọn họ biết có người tới. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, đè ép cổ họng, ho khan một tiếng. Thanh âm này vang lên rất đột ngột trong tòa nhà yên tĩnh, vệ sĩ ở đại sảnh và hành lang đều sửng sốt một chút rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang bọn họ biết vừa rồi nhất định mình không hề nghe lầm có người đột nhập vào đây hơn một chục vệ sĩ lần lượt đến cầu thang nhưng diệp vô phong đã ra tay với tên vệ sĩ đầu tiên xuất hiện trước mặt anh vào lúc này đánh bay tên vệ sĩ chỉ bằng một cú đấm vệ sĩ ngã xuống đất diệp vô phong mặc kệ hắn bởi vì trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm hai tên vệ sĩ nữa đương nhiên anh phải xử lý hai tên vệ sĩ này trước khi những vệ sĩ phía sau nhìn thấy anh Họ đồng loạt rút súng lục ra và đối mặt với Diệp Vô Phong. Chỉ là động tác của Diệp Vô Phong rất nhanh, lại cứ nhảy qua trái phải, cho nên bọn họ không có cách nào tập trung nhắm vào Diệp Vô Phong cả. Nhất thời mọi người đều rất lo lắng, lúc này chuông báo động của nhà họ Triệu vang lên, ai cũng biết có kẻ đột nhập nên tất cả đều đồng loạt xông ra. Đèn của tòa nhà trực tiếp bật sáng, sau khi Diệp Vô Phong xử lý khoảng chục tên vệ sĩ phía trước, anh mới xoay người chạy lên lầu. Đương nhiên Vệ sĩ ở đại sảnh phía dưới vội vàng đuổi theo, nhưng khi lên đến lầu 3, phát hiện Diệp Vô Phong đã biến mất, bọn họ không có cách nào tìm được Diệp Vô Phong cả. Lúc này Diệp Vô Phong từ trên cao nhảy xuống, vội vàng trở lại lầu 2. Lúc này ở lầu 2 vẫn còn có rất nhiều vệ sĩ, những vệ sĩ này đã rút súng ra, ai nấy cũng đều hết sức căng thẳng nhìn Diệp Vô Phong. Khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, bọn họ lập tức nổ súng, nhưng Diệp Vô Phong vội vàng tránh sang một bên anh kéo một tên vệ sĩ lên rồi xông tới, lúc này đám vệ sĩ chĩa súng về phía Diệp Vô Phong đều rất do dự, dù sao bọn họ cũng biết Diệp Vô Phong đanh bắt cóc đồng bọn của mình, nếu bọn họ bắn thì sẽ giết chết đồng bọn. Ngay khi bọn họ còn do dự, một giọng nói truyền đến, làm sao vậy, chẳng lẽ các người muốn hắn giết người nhà họ chịu rồi mới muốn nổ súng hả? Ngay khi những lời này phát ra, tất cả vệ sĩ đều đồng loạt nổ súng. Diệp vô phong đang nấp phía sau đẩy tên vệ sĩ đi về phía trước, con tin mở to mắt muốn cầu xin sự thương xót, nhưng đã quá muộn. Viên đạn đã đáp xuống người hắn, chỉ trong vài giây, trên người hắn đã có không dưới chục viên đạn, có thể nói những tên vệ sĩ này thực sự rất nhẫn tâm, rõ ràng là Diệp vô phong đang bắt giữ con tin, đó là đồng bọn của họ, vậy mà họ lại bắn không chút do dự. Diệp vô phong xông tới trước mặt đám vệ sĩ này, hai tay nắm chặt, nhanh chóng giết chết 4 năm tên vệ sĩ trước mặt, sau đó mở một cửa ở bên cạnh, trực tiếp đi vào trong phòng. Có một cặp vợ chồng đang ngủ trong phòng này, hình như là người nhà họ Triệu, hai vợ chồng rất hoảng sợ, không hiểu vì sao lại có người đột nhập vào nơi này. Phòng ngự của nhà họ Triệu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là bên ngoài, đừng nói là người, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Tại sao bây giờ kẻ xâm nhập này không chỉ tiến vào nhà họ Triệu, mà còn tìm đến trước mặt họ, điều này thật sự khiến họ không thể tin được. Chẳng lẽ phòng ngự của nhà họ triệu đều là giấy sao. Diệp vô phong nở nụ cười đi tới, thật xin lỗi, các người chỉ có thể làm con tin cho tôi một lát, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không giết các người đâu, nhưng tôi không biết vệ sĩ bên ngoài có giết các người hay không thôi. Diệp vô phong nói xong liền túm lấy người đàn ông. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở tung ra, bốn năm tên vệ sĩ đang dùng súng chĩa vào Diệp vô phong, Diệp vô phong nhìn những vệ sĩ này mà nở nụ cười. Đừng lộn xộn, chủ nhân của các người đang ở trong tay tôi, nếu các người bắn, người này nhất định sẽ chết." Diệp Vô Phong cười nói. Đám vệ sĩ đều rất kinh ngạc, cũng không dám nổ súng, cho dù lãnh đạo bên ngoài nói có thể bắn, bọn họ cũng không dám. Khác với con tin vệ sĩ vừa rồi, người trong tay Diệp Vô Phong này là người của nhà họ Triệu, một vệ sĩ chết cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì tìm một người khác là được, nhưng nếu là người của nhà họ Triệu chết, đó sẽ là một vấn đề lớn. Cho nên bọn họ hoàn toàn không dám bắn, lúc này tình thế bế tắc, không ai dám bắn, nhưng cũng không dám tản ra, bọn họ cũng không dám xông vào, chỉ ngăn chặn ở cửa phòng, chỉ hy vọng lúc này sẽ có người đến phá vỡ cục diện bế tắc này. Đúng lúc này, quản gia Tần xuất hiện sau lưng vệ sĩ, lãnh đạm nói tránh ra. Lúc này đám vệ sĩ này mới tránh ra, tò mò nhìn quản gia Tần, dù sao thì quản gia Tần vẫn luôn ở vị trí không có nhiều quyền lực, tại sao lại xuất hiện ở nơi này vào lúc này chứ? Chương 723, gia chủ thật giả. Nhưng quản gia Tần lại nhìn Diệp Vô Phong cười nói, thật ngại quá, là chúng ta không tiếp đãi cậu Chu Đáo, nhưng người anh em này, nhà họ Triệu chúng tôi không hề đắc tội cậu mà, đúng không? Diệp Vô Phong thờ ơ nói, tôi chỉ vào xem một chút thôi, dù sao tôi cũng chỉ tới đây một lần, tôi muốn xem người đứng đầu nhà họ Triệu của ông trông như thế nào, được không? Quản gia Tần cười ha hả, muốn gặp chủ nhân của chúng tôi, tôi có thể chỉ đường cho cậu nhưng cậu không thân thiện như thế này tôi cũng không dám đưa cậu đi gặp chủ nhân của chúng tôi đâu diệp vô phong cười nói không thành vấn đề nếu như ông thật sự muốn dẫn tôi đi gặp gia chủ nhà ông tôi có thể thả người này ra vậy thì đi cùng tôi quản gia tần lãnh đạm nói nói xong ông ta thật sự dẫn đầu đi về phía trước diệp vô phong cũng kéo người đàn ông họ triệu đi về phía trước lúc này đám vệ sĩ đều đã giải tán hết quản gia tần dẫn đầu đi phía trước Diệp Vô Phong thả người nhà họ Triệu ra khi anh đi đến hành lang. Quản gia Tần cười nói, cậu đúng là to gan lớn mật. Cậu còn không biết tôi có thật sự đưa cậu đi gặp chủ nhân của chúng tôi hay không, thế mà liền thả con tin trong tay ra. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai, thật ra chắc là ông không biết, tôi tương đối dễ hòa ái, nhưng có một điều tôi tuyệt đối không cho phép, đó là có người gạt tôi, nếu ông gạt tôi, khoảnh khắc vệ sĩ ra tay cũng là lúc tôi đại khai sát giới đấy. Quản gia Tần nghe vậy thì thầm sửng sốt, nhất là khi ông ta nghĩ lúc nãy khi Diệp vô phong thả triệu tử hiền ra, ông ta thật sự muốn bảo vệ sĩ ra tay. Nhưng sau đó ông ta lại cho rằng Diệp vô phong nhất định phải có một chút bản lĩnh, thả triệu tử hiền đi, nhất định là phải có cái gì đó dựa vào, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Vì thế, cuối cùng ông ta từ bỏ ý định của mình, bây giờ nghe những lời Diệp vô phong nói, ông ta chỉ cảm thấy mừng vì không để vệ sĩ nổ súng nếu không sẽ thật sự là một bức tranh khác chỉ là ông ta biết mình cũng đang trì hoãn thời gian chờ mọi người tập trung lại đây bọn họ mới có thể ra tay quản gia tần đưa diệp vô phong vào phòng làm việc lúc này một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc đọc sách nhìn thấy quản gia tần đưa diệp vô phong đến ông ta ngẩng đầu nhìn diệp vô phong hít mắt đánh giá nhưng bởi vì diệp vô phong đeo khẩu trang nên ông ta không thể nhìn rõ diệp vô phong thờ ơ nhìn ra chủ nhà họ triệu đây là người đứng đầu nhà họ triệu của chúng tôi triệu lỗi phong quản gia tần lãnh đạm nói diệp vô phong nhìn xung quanh sau đó mỉm cười thì ra đây là triệu lỗi phong à cũng chỉ có vậy thôi quản gia tần không vui nhìn diệp vô phong còn triệu lỗi phong thì cười nói gặp tôi còn phải đeo khẩu trang sao diệp vô phong gật đầu đương nhiên nếu không bị ông truy nã toàn thành thì sao triệu lỗi phong nói cậu dám làm chuyện như vậy còn sợ tôi truy nã toàn thành sao diệp vô phong cười nói đương nhiên là sợ rồi tôi đến đây để nhìn ông chỉ cần ông không biết tôi là ai ông sẽ không thể bắt được tôi ở bên ngoài cho dù phái người đi tìm cũng không có cách nào để bắt tôi triệu lỗi phong nhíu mày tôi thật tò mò phong ngựa của nhà họ triệu rất mạnh làm sao cậu lại lặng lẽ tới được nơi này Diệp Vô Phong đứng đối mặt với ông ta, việc này ông cần phải tự mình suy nghĩ chứ. Có phải là có sơ hở gì trong phòng ngự không? Hay là tôi là nhân viên của ông, đặc biệt tới nơi này tìm ông? Triệu lỗi phong cao mày, tạm thời ông ta không biết Diệp Vô Phong làm sao lại tới được nơi này. Phải biết rằng, canh phòng của nhà họ Triệu rất nghiêm ngặt, đã đạt tới mức như căn cứ quân sự. Trong hoàn cảnh như vậy, đối phương vẫn có thể âm thầm tiến vào, người này chắc chắn không đơn giản diệp vô phong hít mắt cười đương nhiên cũng không quan tâm lắm phất phất tay hiện tại tôi đã nhìn thấy ông vậy thì tôi có thể rời đi rồi triệu lỗi phong có chút khó hiểu nhìn diệp vô phong diệp vô phong gật đầu đúng vậy tôi chỉ tới xem ông thôi dù sao tôi cũng đã thấy nhiều trên tv nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ngoài đời thật đấy diệp vô phong nói xong liền xoay người bước ra ngoài lúc này triệu lỗi phong cực kỳ không phục ông ta không ngờ lại có người nhìn mình như một con khỉ như thế. Nhóc con, cậu sẽ hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay. Triệu lỗi phong nhìn Diệp vô phong nhưng Diệp vô phong chỉ cười ha hả. Triệu lỗi phong diếu cợt, trong nhà họ Triệu, tôi là lớn nhất, ai cũng sẽ bảo vệ tôi, nếu cậu ra tay, một giây sau chắc chắn sẽ chết trong căn phòng này. Cậu đoán xem trong căn phòng này ẩn chứa bao nhiêu cao thủ. Diệp vô phong phất phất tay, không cần đoán, tôi đã cảm ứng được rồi, Bốn người, ba cảnh giới tông sư, một cảnh giới chiến thần, đội hình này khá tốt đấy. Vẻ mặt đắc ý của Triệu Lỗi Phong dần dần lắng xuống, đương nhiên cũng không biết tại sao Diệp Vô Phong lại biết rõ chuyện này. Bốn người này đều che giấu rất kỹ lưỡng, nếu không ra tay thì sẽ không có ai phát hiện ra. Nhưng Diệp Vô Phong đã nói ra chuyện của họ một cách rất dễ dàng, đây là điều mà ông ta không bao giờ tưởng tượng được. Diệp Vô Phong dừng dưng nhìn Triệu Lỗi Phong, nhưng đừng lo lắng tôi sẽ không ra tay với ông đâu, như tôi đã nói, hiện tại tôi chỉ ở đây để nhìn thấy ông, tuyệt đối không muốn đối nghịch với nhà họ triệu của ông đâu. Triệu lỗi phong nghe xong, chỉ lãnh đạm nhìn Diệp vô phong, cậu cũng không dám đối địch nhà họ triệu chúng tôi đâu, cậu là cái thá gì chứ? Cậu không biết họ triệu của chúng tôi ở Tây Sơn có thân phận gì sao? Diệp vô phong lắc đầu nhìn triệu lỗi phong to ý không biết, anh không biết triệu lỗi phong lấy đâu ra tự tin nói những lời này, tuy rằng nhà họ triệu là gia tộc mạnh nhất tây sơn không sai nhưng trên thực tế cũng không thể quá mức kiêu ngạo càn quấy bên trên cũng đã bắt đầu ra tay chống lại nhà họ triệu rồi chẳng lẽ triệu lỗi phong còn không biết tại sao bên trên lại làm chuyện này sao diệp vô phong không quan tâm lắm xoay người đi ra ngoài quản gia tần dẫn đường phía trước định đưa diệp vô phong rời đi tiến diệp vô phong tới cửa tòa nhà diệp vô phong nói không cần tiến đâu tôi sẽ tự đi quản gia tần nói tôi vẫn phải tiến thôi Diệp Vô Phong chỉ vào căn phòng đối diện phòng làm việc của Triệu Lỗi Phong, mà này, ai sống trong căn phòng đó thế? Quản gia Tần cười tủm tỉm, đó là nơi cậu nhóc Triệu Nham sinh sống. Diệp Vô Phong gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, còn quản gia Tần vội vàng bước vào căn phòng mà Diệp Vô Phong chỉ. Người sống trong căn phòng này giống hệt như Triệu Lỗi Phong, dáng vẻ không giận tự uy, thờ ơ nhìn quản gia Tần chuyện thế nào rồi. chương 724, Nhân vật lợi hại. Quản gia tần vội nói, sự việc đã giải quyết xong, đối phương cũng đã rời đi, nhưng tạm thời tôi vẫn không biết mục đích của cậu ta là gì. Triệu lỗi phong gật đầu, đi kiểm tra những nhân viên của nhà họ triệu. Quản gia tần ngẩn ra, gia chủ, ý của ngài là kẻ đột nhập này là do nhân viên trong nhà chúng ta cải trang sao? Triệu lỗi phong lạnh nhạt nói, không phải nhân viên giả dạng đột nhập, chính là kẻ đột nhập giả danh nhân viên. Quản gia tần càng thêm sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng sợ hãi nhìn Triệu Lỗi Phong, bởi vì ông ta biết nhân viên vào nhà họ Triệu làm việc, thường thường là do ông ta giới thiệu, nếu không có ông ta giới thiệu thì tuyệt đối không thể đi vào. Bây giờ xảy ra vấn đề với những nhân viên này, trách nhiệm tất nhiên sẽ đổ lên đầu ông ta. Triệu Lỗi Phong rừng dưng nhìn quản gia tần, yên tâm đi, tôi biết tuy rằng ông sẽ thu tiền, nhưng nếu thân phận của nhân viên không trong sạch, ông sẽ không cho vào. Quản gia tần sau khi nghe lời này càng hoảng sợ, vội vàng nói thật xin lỗi gia chủ tuyệt đối không có lần sau ạ à. triệu lỗi phong nhẹ giọng nói ông có thể đi xuống để cho thế thân tiếp tục thay thế tôi quản gia tần vội vàng gật đầu rồi rời khỏi phòng ngay sau khi quản gia tần rời đi ánh mắt triệu lỗi phong trở nên lạnh lẽo bởi vì ông ta biết đây là thời điểm có nhiều biến cố kẻ đột nhập này hẳn là có liên quan gì đó với những sự kiện gần đây và những người duy nhất có thù hận với nhà họ triệu là cục hồng thuấn nên ông ta đoán kẻ đột nhập là người của cục hồng thuẫn xem ra cũng không thể quá mức buông lỏng với cục hồng thuẫn nếu không bọn chúng luôn tìm được chút cơ hội sống sót trong chỗ chết mình phải đóng đinh bọn chúng mới được triệu lỗi phong thở dài một hơi tôi nghĩ tốt hơn hết là ông không nên làm loại chuyện này triệu lỗi phong vừa nói xong trong phòng đột nhiên xuất hiện một giọng nói sắc mặt triệu lỗi phong đại biến lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này có một người đang ngồi trên cửa sổ Diệp vô phong nhìn triệu lỗi phong cười nói, dù sao tính mạng của ông vẫn có giá trị hơn. Triệu lỗi phong vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không biết Diệp vô phong làm sao lại phát hiện ra căn phòng này, ông ta biết thế thân của mình hoàn toàn không thể có vấn đề gì. Cho dù người quen thuộc với ông ta cũng không biết đó là ông ta hay là thế thân của ông ta. Nhưng người trước mặt thậm chí còn chưa từng nhìn thấy ông ta, vậy làm sao có thể kết luận triệu lỗi phong kia là thế thân chứ? Ông ta không thể hiểu được điều này, nhưng ông ta cũng biết rằng tình hình của mình lúc này rất nguy hiểm. Ông ta suy nghĩ một chút rồi cười nói, thật sự rất lợi hại, nhưng tôi rất nghi hoặc, tại sao cậu lại biết tôi đang ở nơi này? Diệp vô phong thờ ơ nói, rất đơn giản, lúc tôi hỏi quản gia tần về căn phòng này khi tôi rời đi, rõ ràng trong lòng quản gia tần khá bối rối, tim đập nhanh hơn, có nghĩa là căn phòng này nhất định không đơn giản, nhưng tiền đề là tôi biết đó không phải là triệu lỗi phong thật. Triệu lỗi phong lại hỏi, vậy làm sao cậu biết đó không phải là tôi thật? Diệp vô phong cười nói, chuyện này cũng rất đơn giản, tuy rằng hắn có thể bắt trước mọi thứ, nhưng có một điều tuyệt đối không thể bắt trước, đó là người xung quanh không có tôn kính hắn, điểm này những người khác không thể bắt trước được, ngay cả quản gia tần cũng chỉ để lộ ra vẻ mặt tự nhiên khi nhìn thấy thế thân của ông. Triệu lỗi phong nhướng mày, không ngờ Diệp vô phong lại có thể nhìn thấu đáo mọi thứ như vậy, ông ta thậm chí còn tưởng rằng Diệp vô phong đã rời đi rồi diệp vô phong đeo khẩu trang nhìn thời gian nói tôi còn rất nhiều thời gian có thể tán gẫu cùng ông nhưng ông chắc cũng biết mục đích tôi tới đây đúng không triệu lỗi phong gật đầu đương nhiên tôi biết là tới giết tôi dù sao nếu tôi chết nhà họ triệu cũng sẽ tan giã nhưng diệp vô phong lại lắc đầu chuyện này ông nói sai rồi tôi còn biết một số thông tin về nhà họ triệu tuy rằng ông là gia chủ nhưng cái chết của ông cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhà họ triệu bởi vì sẽ có người lập tức được đưa lên thay thế ông. Triệu lỗi phong mỉm cười nhìn Diệp vô phong, nhưng Diệp vô phong lại thở ơ nói, tôi tới đây cũng không phải làm loại chuyện này. Làm loại chuyện vô ích này thật lãng phí thời gian. Triệu lỗi phong tò mò hỏi, vậy cậu ở đây làm gì? Diệp vô phong cười ha hả, có đôi khi, ông còn sống còn hữu dụng hơn là chết, ông nghĩ như thế nào? Triệu lỗi phong không biết Diệp vô phong có ý tứ gì, nhưng Diệp vô phong lại nhìn phong cảnh bên ngoài, ông có thể tự mình suy nghĩ, nhưng ông nói đúng, tôi thật sự có liên quan với cục Hồng Thuẫn. Sau khi Diệp Vô Phong nói xong, Triệu Lỗi Phong gật đầu, tôi đã sớm nhìn ra rồi. Ở Tây Sơn, kẻ thù duy nhất của nhà họ Triệu chúng tôi cũng chỉ có cục Hồng Thuẫn. Diệp Vô Phong nói, ông biết những chuyện này, vậy là đủ rồi, tôi sẽ theo dõi ông mọi lúc, mọi nơi đấy. Nói xong, anh trực tiếp biến mất ở trước mặt Triệu Lỗi Phong, khi bức rèm bị gió thổi tung lên, Diệp Vô Phong đã biến mất triệu lỗi phong lúc này mới hít sâu một hơi cả người run lên bởi vì ánh mắt diệp vô phong nhìn ông ta vừa rồi quá mức khiếp sợ giống như đang nhìn một cái xác vậy thực lực của người đàn ông này chắc chắn rất mạnh tên khốn kiếp thật không ngờ mày lại có thể tìm được tao triệu lỗi phong rất tức giận nhưng cũng không kêu vệ sĩ tới khi ông ta biết diệp vô phong đang ngồi ở bên cửa sổ ông ta đang gặp nguy hiểm nhưng ông ta vẫn không gọi thủ hộ để bảo vệ mình đó là bởi vì ông ta biết rằng đây là con át chủ bài của mình, nếu ông ta để lộ ra con át chủ bài, đối thủ chỉ đang thử thăm dò ông ta, vậy thì ông ta sẽ trúng kế rồi. Ông ta biết điều này, cho nên cuối cùng lựa chọn tự mình đối mặt với Diệp Vô Phong, sau khi biết Diệp Vô Phong biến mất, ông ta mới biết mình đã an toàn. Cục Hồng Thuẫn, khi nào cục Hồng Thuẫn có nhân vật mạnh như vậy? Theo thông tin ở bên trên, người quyền năng nhất mà cục Hồng Thuẫn cử đến chính là Du Kinh Hồng mà du kinh hồng là một người phụ nữ và sức mạnh của người phụ nữ đó cũng nằm ở khẩu súng nếu là tay không tuyệt đối không có cảm giác áp chế đáng sợ như vậy triệu lỗi phong tỏ ra nghi ngờ về điều này lúc này một ông lão chậm rãi đi ra tò mò hỏi vừa rồi sao không để cho tôi ra tay nếu ra tay hẳn là có thể giải quyết được hắn lão mộ tôi biết thực lực của ông rất mạnh nhưng ông hoàn toàn không biết thực lực của đối phương nếu xuất hiện lúc này nếu hắn trốn thoát, vậy thì con át chủ bài sẽ bại lộ, lần sau hắn nhất định sẽ có phòng bị. Triệu lỗi phong nhìn về phía lão già, tuy rằng là gia chủ nhà họ triệu, nhưng ông ta cũng không dám lỗ mãng khi đối mặt với những cường giả, đặc biệt là lão mộ này. Lão mộ này từ trước đến nay đều ở nhà họ triệu, là người tận tâm tận lực, từ đời cha ông ta đến nay đều bảo vệ an toàn cho gia chủ nhà họ triệu, có thể nói là tuyệt đối trung thành với nhà họ triệu chương 725, tìm trong đám nhân viên. Nhưng chính vì vậy, ông ta mới không muốn để cho lão mộ mạo hiểm, nhất là khi thực lực của đối phương còn chưa rõ ràng, càng không thể để cho vị anh hùng cả đời canh giữ nhà họ triệu này làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Triệu lỗi phong nghĩ tới đây, nói, dù sao hắn nhất định là nhân viên của nhà họ triệu chúng ta, chỉ cần bị phát hiện là có thể xử lý hắn rồi. Lão mộ gật đầu, nhưng lần sau xảy ra chuyện này, hy vọng gia chủ có thể để cho tôi xuất hiện, ông cũng biết lúc này tôi không thể phạm sai lầm tôi ở đây là để bảo vệ sự tồn tại của gia chủ nhà họ triệu nếu gia chủ nhà họ triệu nếu xảy ra vấn đề gì thì dù tôi có chết cũng khó mà hết tội triệu lỗi phong gật đầu yên tâm đi tôi đương nhiên biết chuyện này ông đừng lo lắng nếu thật sự gặp nguy hiểm tôi sẽ cho ông ra ngoài lão mộ đã muộn rồi ông mau đi nghỉ ngơi đi lúc này ông già mới quay lưng bỏ đi triệu lỗi phong thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ Ông ta biết sau lần này thì làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn, bởi vì nếu Diệp Vô Phong nắm lấy cơ hội lần nữa, ông ta sẽ không có cách nào bảo đảm an toàn cho bản thân, trừ phi gọi những vị cao thủ xung quanh ra ngoài. Nhưng không biết thực lực của đối phương là như thế nào, bên trong cục Hồng Thuẫn cao thủ nhiều như mây, cho dù là đặt ở quốc tế, bọn họ nhất định cũng rất mạnh. Đặc biệt, một nhân vật cấp đội trưởng như Du Kinh Hồng thậm chí có thể sánh ngang với các anh hùng quốc tế. Với một người thực lực như vậy, Ông ta thực sự không dám dễ dàng vạch trần con át chủ bài của mình. Diệp Vô Phong đã trở về ký túc xá, không hề quấy rầy bất luận kẻ nào, lúc này anh mới yên tâm ngủ ở trên giường của mình. Ngày hôm sau, tất cả nhân viên đều tập trung ở trong hoa viên, thế thân của Triệu Lỗi Phong thờ ơ nhìn những nhân viên này, tối hôm qua, trong nhà bị tấn công, kẻ đột nhập chính là một trong những nhân viên của chúng ta, tôi hy vọng kẻ xâm nhập dám làm dám chịu, từ trong đám người này đứng ra. Đám nhân viên đều kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ đều biết, hiện tại tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện gì cả. Hơn nữa những việc này đều không phải do bọn họ làm, ai nấy đều ngẩn cả ra. Quản gia Tần lúc này cũng đi ra, rất tức giận nói tôi dẫn các người vào, hiện tại xảy ra chuyện, ta không hy vọng các người có hành vi bao che lấp liếm, các người nên biết quy củ của nhà họ triệu chúng ta, chết cũng không ghê gớm, điều đáng sợ là khi chết đi để lại hệ lụy cho gia đình, bạn bè, người thân. Tất cả nhân viên nhất thời đều rất sợ hãi, đương nhiên không biết kẻ đột nhập là ai, nhưng trong lòng họ rất sợ hãi, nếu không có người đứng lên, có thể họ sẽ bị nhà họ Triệu trừng phạt tra tấn rất nặng. Nhưng họ chỉ là những người bình thường, làm sao họ có thể chịu đựng được chuyện như vậy? Vì vậy tất cả đều sợ hãi nhìn quản gia Tần, quản gia Tần cũng vô cùng bất lực, ông ta biết kẻ đột nhập sẽ không đứng ra, nhưng ông ta thật sự không thể hành hạ tất cả nhân viên, loại chuyện này chỉ xảy ra ở thời cổ đại thôi diệp vô phong nhìn quản gia tần quản gia tần lúc này mới chỉ vào diệp vô phong cậu đi ra diệp vô phong lộ ra vài phần nghi hoặc vẻ mặt mang theo vài phần sợ hãi cùng lo lắng biểu hiện rất tốt tuyệt đối không ai có thể nhìn ra những cảm xúc này đều là giả quản gia nghiến răng nghiến lợi hỏi chuyện này cậu có biết không diệp vô phong lắc đầu tôi không biết tôi không biết ông đang nói cái gì mà đột nhập gì cả chẳng lẽ là từ tối hôm qua thế nhưng tối hôm qua chúng tôi ngủ cả đêm không bị quấy dày mà. Điều này quả thực là đúng, ngay cả khi có kẻ gian đột nhập vào nhà, thì tòa nhà nơi nhân viên ở cũng không có chuông báo động. Quản gia Tần lúc này mới cảm thấy Diệp Vô Phong là đáng nghi nhất, dù sao Diệp Vô Phong mới tới đây ngày hôm qua, tối hôm qua liền xảy ra chuyện này. Cậu không muốn thừa nhận cũng đúng, dù sao cậu cũng biết sau khi thừa nhận, cậu sẽ chết ở nơi này, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi đã nhìn thấu mọi chuyện, cậu đến nơi này chiều hôm qua, tối hôm qua xuất hiện một kẻ đột nhập, cậu là kẻ tình nghi lớn nhất. Quản gia Tần tức giận nói. Thế thân của triệu lỗi phong hít mắt nhìn Diệp vô phong, ông ta cũng muốn xem chút manh mối, nhưng lại phát hiện hình ảnh của Diệp vô phong và kẻ đột nhập hình như có quá nhiều sai lệch, không chỉ về biểu hiện mà ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau. Ngoại hình của một người có thể thay đổi, nhưng đôi mắt không thể thay đổi. Vì vậy ông ta cũng có chút không xác định được quản gia tần cũng không quan tâm lắm, ông ta cho rằng chính là do Diệp vô phong làm, vì vậy ông ta nói với vệ sĩ bên cạnh bắt hắn lại cho tôi. Lúc này Diệp vô phong giả bộ rất tức giận nói, quản gia tần, đừng bắt nạt người ta quá đáng, nếu ông muốn nói tôi là loại kẻ xâm nhập nào, ông có thể trương ra bằng chứng. Nếu ông không thể có bằng chứng, vậy thì sẽ đổ oan cho người tốt, nếu tôi không phải, tôi sẽ giết ông. Quản gia tần không quan tâm lắm, thế thân của triệu lỗi phong đứng ở bên cạnh khẽ cười, Vậy thì cậu nói cậu không bước ra khỏi phòng, tôi muốn biết làm sao để chứng minh điều đó đây?" Diệp Vô Phong lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng tôi thật sự không có đi ra. Nếu ông không tin tôi, tôi cũng không thể làm gì. Tôi tới đây tìm việc, không phải người đột nhập gì cả. Tôi làm việc ở đây với mức lương 50 vạn một năm, đây là một công việc tốt mà tôi không thể tìm thấy ở bên ngoài, vậy nên tôi mới tới đây." Lúc này, anh tức giận nói, nhưng không ngờ mình bỏ ra nhiều tiền để có công việc mà chỉ nhận được hậu quả như vậy. Nếu biết thế thì tôi đã không đến rồi. Quản gia Tần nghe vậy thì xanh mặt. Ông ta biết Diệp Vô Phong đang nói cái gì nên nhanh chóng bảo vệ sĩ bắt Diệp Vô Phong lại. Diệp Vô Phong giống như người thường, bị vệ sĩ dễ dàng bắt được, cũng cố gắng dẫy ruộng. Nhưng không có cách nào thoát ra, ngược lại càng khiến hai vệ sĩ dùng sức mạnh hơn. Anh vội la lên, đau quá. Quản gia Tần tiến lên. Nhìn Diệp Vô Phong, cậu không nói đúng không? Nếu hiện tại cậu thừa nhận cậu là kẻ xâm nhập, tôi sẽ thả cậu đi. Diệp Vô Phong nghiến răng, tên khốn, nếu tôi sống sót, tôi nhất định sẽ giết ông. Trên tán quản gia Tần đổ mồ hôi lạnh, lúc này nhân viên trong hoa viên cũng rất hoảng sợ, không biết quản gia Tần muốn làm gì, bọn họ biết quản gia Tần rất đáng sợ, xem ra là muốn bắt cho ra người đột nhập. Nếu không bắt được, họ sẽ bị tra tấn. Mà họ chỉ bằng xương bằng thịt làm sao có thể trải qua sự tra tấn như vậy chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 725.